Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của mình, hãy ấn đăng ký ủng hộ mình nhé. Các bạn thân mến, mỗi khi đi máy bay, bạn lại thường lo lắng về vấn đề hành lý xách tay và hành lý ký gửi vì không biết kích thước hành lý như thế nào là đúng quy định, những hành lý nào được mang theo. Để bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến bay sắp tới của mình, hãy cùng mình tìm hiểu quy định hành lý của hãng hàng không Vietjet Air trong video ngày hôm nay nhé. Mình cùng tìm hiểu quy định về hành lý xách tay hãng Vietjet Air trước nhé. Hành lý xách tay là vật dụng, kiện hàng mà hành khách mang theo người khi lên máy bay. Các vật dụng này được đặt trên khoang hành lý hoặc tại chỗ ngồi nên cần tuân thủ những quy định chặt chẽ về cân nặng, kích thước, thể tích chất lỏng tối đa. Dưới đây là quy định cụ thể của hãng hàng không Vietjet Air. Hành lý xách tay đúng quy định được phép mang lên tàu bay phải đáp ứng các điều kiện sau. 1. Điều kiện về trọng lượng. Mỗi hành khách, ngoại trừ em bé dưới 2 tuổi, được phép mang một kiện hành lý xách tay chính với trọng lượng không vượt quá 7 kg và một túi hành lý xách tay nhỏ với trọng lượng không vượt quá 2 kg, tùy theo điều kiện hạng vé và đường bay. Vietjet Air hiện đang triển khai các hạng vé Eco, Deluxe và Skybox và Skybox Business. Mỗi hạng vé lại có những quy định về kích thước hành lý xách tay và ký gửi riêng biệt. Hạng vé Eco, quý khách sẽ được miễn phí 7 kg hành lý xách tay, hành lý ký gửi phải mua riêng. Hạng vé Deluxe, quý khách sẽ được miễn phí 7 kg hành lý xách tay và miễn phí 20 kg hành lý ký gửi. Hạng vé Skybox, quý khách được miễn phí 10 kg hành lý xách tay và 30 kg hành lý ký gửi cho chặng bay dưới 7 tiếng hoặc 50 kg hành lý ký gửi cho chặng bay trên 7 tiếng cùng một bộ chơi gôn không quá 15 kg. Hạng vé Skybox Business, quý khách được miễn phí 18 kg hành lý xách tay và 40 kg hành lý ký gửi cho chặng bay dưới 7 tiếng hoặc 60 kg ký gửi cho chặng bay trên 7 tiếng cùng một bộ dụng cụ chơi gôn không quá 15 kg. 2. Điều kiện về kích thước. Theo quy định về kích thước hành lý xách tay của Vietjet, mỗi hành khách sẽ được phép xách tay lên máy bay một kiện hành lý xách tay chính có kích thước tối đa 56cm, 36cm, 23cm. Một túi cá nhân nhỏ gồm một trong những túi sau: một túi sách phụ nữ hoặc sách, tạp chí, máy ảnh, túi đựng thức ăn cho em bé, túi mua hàng tại sân bay có kích thước không quá dài 30cm, rộng 20cm, cao 10cm. Một túi đựng áo khoác có kích thước tối đa khi mở ra không quá 114cm, 60cm, 11cm. Một túi đựng máy tính xách tay có kích thước tối đa là 40cm, 30cm, 10cm. 3. Điều kiện về nhãn hành lý xách tay. Hành lý xách tay phải được dán nhãn hành lý xách tay của Vietjet. Hành khách có thể liên hệ nhân viên Vietjet để dán nhãn cho hành lý xách tay của mình theo quy định của hãng tại quầy check-in. Tất cả hành lý xách tay không dán nhãn hành lý xách tay sẽ bị từ chối mang lên tàu bay. 4. Điều kiện về quy định chất lỏng hành lý xách tay. Tùy thuộc vào luật áp dụng và quy định tại chỗ, hành khách được mang chất lỏng trong hành lý xách tay lên máy bay nếu hành lý đó đáp ứng các điều kiện sau. A. Chất lỏng được đựng trong vật chứa với thể tích không quá 100ml. B. Tất cả các vật chứa chất lỏng có thể tích tối đa 100ml mỗi thứ có thể được dễ dàng tách riêng vào một túi bóng trong suốt có thể đóng kín, có thể tích 1 lít. C. Túi nhựa có thể phải được mở riêng ra ở khu vực an ninh. Quý khách có thể sẽ bị đòi hỏi phải bỏ đi các chất lỏng nếu không đáp ứng các yêu cầu trên. Lưu ý quan trọng: hành lý xách tay mang lên máy bay phải đúng quy định về hành lý xách tay của Vietjet và phải đặt vừa vào dưới chỗ ngồi trước mặt quý khách hoặc ngăn hành lý trong khoang hành khách. Các kiện hành lý có trọng lượng hoặc kích thước vượt quá quy định cho phép sẽ không được phép mang lên tàu bay. Vietjet có quyền kiểm tra lại trọng lượng và kích thước hành lý xách tay của quý khách tại cửa khởi hành. Hành lý xách tay không đúng quy định, quý khách sẽ phải trả phí để ký gửi hành lý hoặc hành lý của quý khách sẽ bị từ chối chuyên chở. Phí gửi hành lý sẽ cao hơn ở khu vực làm thủ tục và ở cửa khởi hành. Phí sẽ được thu bằng đơn vị tiền tệ nước sở tại. Hãy đảm bảo mua trước hành lý để tiết kiệm hơn. Hai, quy định về hành lý ký gửi. Hành lý ký gửi là những hàng cồng kềnh không mang theo người lên máy bay mà được đặt riêng trong khoang hành lý, chỉ được lấy lại khi máy bay đã hạ cánh. Một hành lý ký gửi tiêu chuẩn. Trọng lượng hành lý ký gửi tiêu chuẩn không quá 32 kg một kiện. Kích thước không quá dài 119cm, rộng 119cm, cao 81cm.
Bộ dụng cụ chơi gôn với tổng kích thước dài, rộng, cao không vượt quá 203cm sẽ được tính là hành ký gửi tiêu chuẩn. 2. Từ ngày 3 tháng 1 năm 2020, Vietjet Air áp dụng vận chuyển hành lý ký gửi quá khổ. Dịch vụ chỉ áp dụng trên chuyến bay Vietjet. Trọng lượng hành lý ký gửi quá khổ không quá 32kg trên một kiện. Kích thước tiêu chuẩn không quá, dài 200cm, rộng 119cm, cao 81cm. Gói hành lý ký gửi quá khổ được mua trước đã gồm phí hành lý ký gửi và phí dịch vụ xử lý hành lý quá khổ. Lưu ý: hành khách đặt mua trước gói hành lý quá khổ được ký gửi hành lý tương ứng trọng lượng gói đã mua, trong đó bao gồm một kiện quá khổ khách chặng bay. Quý khách vẫn có thể ký gửi thêm hành lý tiêu chuẩn trong trường hợp gói hành lý quá khổ đã mua còn dư trọng lượng sau khi ký gửi kiện hành lý quá khổ. Ví dụ, quý khách đặt mua gói hành lý quá khổ 30kg, trong đó quý khách có thể gửi một kiện quá khổ 25kg và một gói hành lý tiêu chuẩn 5kg. Từ kiện hành lý quá khổ thứ hai phát sinh, quý khách sẽ phải mua bổ sung dịch vụ tại sân bay và tuân theo quy định hai kiện quá khổ trên một khách trên một chặng bay. Tuy nhiên, việc phục vụ có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo thực tế khai thác tại sân bay. Hành khách đã mua gói hành lý ký gửi tiêu chuẩn vẫn có thể thay đổi thành hành lý quá khổ trước 3 tiếng so với giờ bay khởi hành dự kiến. Phí dịch vụ hành lý quá khổ sẽ cao hơn khi mua tại sân bay. 3. Điều kiện chung của hành lý ký gửi. Các vật phẩm không được chấp nhận dưới dạng hành lý ký gửi hoặc vận chuyển trong hành lý, Vietjet có quyền từ chối vận chuyển hành lý hoặc vật phẩm trong hành lý như sau. A. Các vật phẩm không được đóng gói đúng quy cách, không đủ điều kiện vận chuyển an toàn với sự chăm sóc và xử lý thông thường. B. Các vật phẩm có thể gây nguy hại cho tàu bay, hoặc người, hoặc tài sản trên tàu bay, như các loại vật phẩm quy định trong các quy định về hàng hóa nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Thế giới và Hiệp hội Vận tải Hàng không Thế giới và trong điều lệ vận chuyển và các điều khoản hợp đồng. C. Các vật phẩm bị cấm theo quy định của luật áp dụng, quy định hoặc lệnh của bất kỳ bang hay quốc gia nào nơi bay đến, bay đi và bay qua. D. Các vật phẩm theo nhận định của chúng tôi là không thích hợp cho việc vận chuyển do trọng lượng, hình dáng, kích thước hoặc tính chất của chúng. E. Các vật phẩm dễ vỡ hoặc dễ hỏng. F. Động vật sống hoặc chết. G. Hài cốt hoặc động vật. H. Hải sản tươi sống hoặc đông lạnh hoặc các loại thịt. Với điều kiện, các vật phẩm này có thể vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi hoặc hành lý xách tay nếu được đóng gói đúng quy cách. I. Súng và đạn dược. G. Chất nổ, khí gas dễ cháy hoặc không cháy như bình xịt phun sơn, khí Bunsen, ga nạp hộp kêu, khí làm lạnh như bình dưỡng khí dưới nước, nitơ lỏng, chất lỏng dễ cháy như sơn, chất pha loãng, dung môi, chất trắng dễ cháy như diêm, bật lửa, hợp chất oxy hữu cơ như nhựa cây, chất độc, chất lây nhiễm như virus, vi khuẩn, chất phóng xạ như radi, chất ăn mòn như axit, kiềm, thủy ngân, nhiệt kế, chất có từ tính, vật liệu axi hóa như chất tẩy trắng. K. Vũ khí như súng, kiếm, dao cổ và các vật phẩm tương tự. Trước đây, mình có làm một video về các vật phẩm, dụng cụ không được mang lên máy bay trong hành lý ký gửi và hành lý xách tay. Mình sẽ để lại link dưới phần mô tả. Các bạn có thể xem lại để nắm rõ hơn nhé. Lưu ý quan trọng khi ký gửi hành lý. 1. Xe đẩy trẻ em, xe lăn tay, các thiết bị hỗ trợ di chuyển cho hành khách thực hiện chuyến bay sẽ được hỗ trợ vận chuyển miễn phí. 2. Em bé dưới 2 tuổi không được mang theo hành lý, mặc dù các loại xe đẩy, xe nuôi được vận chuyển miễn phí. 3. Vì lý do sức khỏe và an toàn, hãng vận chuyển không chấp nhận bất kỳ kiện hành lý nào vượt quá 32kg, kích thước vượt quá 200cm, 119cm, 81cm. 4. Các kiện hành lý quá cỡ, như các dụng cụ thể thao, có thể được vận chuyển trong khoang hàng sau khi được thanh toán phí dịch vụ hành lý quá cỡ theo quy định. 5. Đối với các nhà cụ lớn, hành khách có thể lựa chọn đăng ký dịch vụ, hành lý ký gửi quá cỡ, hoặc mua thêm một ghế bên cạnh để đặt nhà cụ trên tàu bay. Diện tích ghế để nhà cụ lớn có quy định về kích thước tối đa là dài 165cm, rộng 44cm, cao 66cm và trọng lượng tối đa là 75kg. Tuy nhiên, chỗ ngồi mua thêm không có tiêu chuẩn hành lý kèm theo. Trên đây là tất cả những quy định hành lý của hãng hàng không Vietjet Air. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin gì, hãy để lại bình luận phía dưới, mình sẽ tìm hiểu, chia sẻ cho các bạn. Thấy video hữu ích, đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình.
lấy động lực làm tiếp các video sau nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.